Rồi quý vị ơi, hôm nay là thứ bảy nha, 24 tây tháng 12 nha quý vị, 2022 ha. Cái combo này là combo 242, ba cây sâm hương 250 bao cái ship. Cái lô lô cuối cùng của mấy cái cây mà ba cây loại ép chậu luôn nha quý vị, hết hàng luôn nha quý vị. Rồi. Hai cây. Cây này cây số 3 nè quý vị. Lô cuối cùng luôn nha quý vị, hết hàng rồi. Để mốt có vết vét còn lại cây cây gì không, chứ còn tạm thời là hết luôn nha quý vị. Rồi xuống luôn quý vị, ba cây 250 bao cái chip có chậu luôn nha. Nợ tiền chậu không là 60.000, 70.000 nha quý vị. 70k rồi nha. Rồi xuống luôn.